Hôm nay em lại làm cái món chân gà em hấp hành. Em mua chân gà. Còn này là hành. Cái này là củ hành và tỏi và ớt và hành lá. Em sẽ hấp nó hết cả nhà. Em làm mấy món này rất đơn giản á, mời cả nhà cùng em làm nha. Mà ngon lắm. Gà của em á đã làm rồi, em chặt ra làm hai rồi này cả nhà. Và đây là gia vị của em nè. Em đã làm sẵn rồi. Bây giờ bắt đầu ốp nha. Em sẽ bỏ một miếng bột ngọt. Cái này đường. Muối. Và đây là tiêu. Bây giờ mình trộn lên cho nó đều. Em chế miếng dầu ăn. Rồi bây giờ em trộn cho nó đều rồi xong, bây giờ em bỏ hành vô em hấp theo cái nhà. Đây. Đây là cái nồi hấp của em chuẩn bị rồi đây. Bây giờ em bỏ một miếng đậu hành xuống. Em sắp ở dưới nha. Em sắp đậu hành. Và củ hành. Em sắp thanh hoành. Em bỏ gà lên. Giờ em bỏ hết cái gia vị này vô luôn nha cả nhà. Bỏ ớt vô luôn. Rồi của em là chuẩn bị đồ hấp đã xong rồi, bây giờ em bật lửa với em đậy nắp lại nha cả nhà. Rồi bật lửa. Giờ em đậy nắp lại nha cả nhà. Rồi bỏ miếng muối, em bỏ chút đường, em bỏ chút bột ngọt. Bây giờ em đi đâm làm chén nước chấm nha cả nhà. Rồi giờ em đi đâm nha. Rồi chân gà của mình được rồi nha cả nhà. Bây giờ là mình ăn thôi. Chân gà được rồi đó. Giờ em tắt bếp. Bây giờ em mặn chanh vô. Em mặn trái 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 hạnh đó, là tao kêu bằng trái tắc đó cả nhà. Rồi mặn thêm một miếng này nữa đi. Ngon quá. Chén muối hấp dẫn, hấp dẫn. Mà lên mà lên. Rồi còn đây một miếng tương cà. Còn cái đây tương ớt. Cũng như mình thử coi cái món nào chấm nó ngon á cả nhà. Đây tương ớt. Rồi. Em mời cả nhà cùng em ăn cơm.
cả nhà. Cái này phải bóc tay cả nhà ơi. Trái muối ớt. Nó ngon cả nhà ơi. Ngon quá. Quá ngon cả nhà. Đơn giản mà ngon. Cái gà này nè, hấp lên, nếu ai mà muốn ăn cái mỡ ở nhà mình đàm thêm chút mỡ bỏ vô nha. Còn em á thì ham có ăn cái mỡ, cũng làm đơn giản thôi nha. Này giờ em chấm với tương ớt. Chấm với tương ớt ngon quá. Chấm với tương ớt làm như ngon hơn là muối ớt đó nha. Là tương cà không bằng tương ớt cả nhà. Tương cà ngon bằng tương ớt nha. Với muối ớt cần. Chấm tương ớt ngon hơn. Ngon quá. Ngon quá. Chấm với muối ớt. Cái nhà làm ăn với giò gà hấp hầm thì làm. Mình làm chén muối ớt đó là mình bỏ miếng bột ngọt, miếng đường. Ngon. Nó thấm. Chấm miếng tương ớt. Tương cà chấm cũng ngon. Cộng hành.
mà cả nhà ăn xài chín. Xài này xài cát của nhỏ em cho này mà nó chưa chín cả nhà. Nên nó còn sống sống gọt đây. Chứ bằng xài cát chung. Ngọt. Em thấy nhỏ cát này lý do nó có cái độ mình nhai nó cát cát. Chuối cho nhỏ xíu à. Chuối đợt này ngon nhỏ vậy ta. Vậy này mà quay chắc tiêu quá. Cái trái chuối già, ai cái trái chuối xiêm gì mà nó có ba lớn rồi cả nhà. Chuối xiêm thì chuối xiêm rảo gì đó. Không tin luôn. Cái chuối xiêm gì mà nhỏ xíu vậy. Quá trời ngon luôn. Nhung Võ Quê Lóc và em gái và bé Tí chúc cả nhà luôn luôn nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, ăn ngon miệng nha cả nhà. Video này em xin kết thúc nha cả nhà. Nhớ đăng ký kênh và like cho Nhung Võ Quê Lóc một like nha cả nhà. Nhớ xem video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà.